Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trên tay với bạn một cái ba lô đến từ thương hiệu The North Face. Tên của nó là The North Face Carbon. Và ngay từ thời điểm nó ra mắt cuối năm 2018 thì nó đã được các trang đánh giá ba lô được cái phản hồi rất là tốt, cũng như là được rất là nhiều người dùng yêu thích. Trong video này hãy cùng mình đi tìm hiểu coi cái con ba lô Carbon này có gì hay mà mọi người lại dành nhiều tình cảm cho nó đến như vậy. Đầu tiên là hãy nói về cái ngoại hình của nó. Có thể nói là cái thiết kế của con Carbon này nó khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của các ba lô nhà The North Face. Nó không có những cái sợi dây, những sợi đai hầm hố, không có nhiều ngăn chằng chịt phía trước. Thiết kế của Carbon nó rất là sạch. Mặt trước của nó là một mảng liền lạc lớn như thế này. The North Face nói rằng họ dùng một cái lớp vải nylon 900D. Nylon 900D có thể được coi là một trong những cái vật liệu mà bền và tốt nhất được may trên các cái túi và các cái ba lô. The North Face đồng thời phủ lên trên cái lớp vải nylon 900D hai cái chất liệu đó là TPE và PVC. Tóm lại nó sẽ là lớp nhựa, nó vẫn mềm mại nhưng mà nó giúp cho cái phần vải ở bên ngoài này có được cái khả năng chống nước nhẹ, giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng trong trường hợp mà gặp những cơn mưa nhẹ. Hai bên hông của ba lô thiết kế cũng rất là đơn giản, nó chỉ có cái ngăn để bỏ bình nước. Và cái kiểu mà may cái ngăn bình nước này của con Carbon thì nó là cái loại vải không thể co giãn được. Cái kiểu may này nó sẽ vừa có ưu điểm mà vừa có nhược điểm. Cái ưu điểm đó là trong tình huống mà các bạn không sử dụng thì lúc nào cái phần bên hông này nó cũng vẫn gọn đẹp vì nó ôm sát. Nhưng mà khi mà các bạn dùng để đựng bình nước như bạn thấy thì vì nó không có tính đàn hồi nhô ra ngoài cho nên là nó sẽ ăn vào phần bên trong của cái ngăn chính của chúng ta. Đó, lấy ra các bạn thấy nó lõm nè. Khi các bạn đút bình nước vào nó sẽ lõm vào phía bên trong và nó ảnh hưởng đến thể tích bên trong. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn coi nó là ưu hay nhược thôi. Sát bên phần phía trên của cạnh hông thì The North Face giấu hai cái sợi dây đai ở đây cho chúng ta. Cái phần này, sợi dây đai này sẽ giúp các bạn móc những cái đồ như là mình móc cái khóa đa năng, những dụng cụ đa năng hoặc là cái móc treo, giúp các bạn có thể treo cái ba lô lên các vị trí ở đâu đó mà các bạn không muốn đặt cái ba lô của mình xuống dưới đất. Ở phía dưới cùng của mặt ngoài, Carbon còn có một cái chi tiết nhỏ mà các bạn nhìn vào nghĩ nó là trang trí nhưng mà thực ra là nó có công năng riêng của nó, là các bạn dùng để móc các cái đèn an toàn dành cho những người đạp xe hoặc những người đi bộ. Và cái đèn này thì khi mà các bạn di chuyển trong trời tối bật nó lên nó sẽ chớp chớp và nó ghi chú ý tăng tính an toàn cho người đi bộ, rất là chu đáo. Đến cái phần mặt lưng của con Carbon này, nó có cái thiết kế cũng khá là đặc biệt. The North Face nói rằng họ dùng một tấm nệm và có công nghệ gọi là Flex Vent, giúp cho cái tấm này khi mà tựa vào lưng người dùng nó vẫn thoáng mát vì nó có những cái rãnh để thoát khí rất là lớn. Cái phần nệm này là một cái khung nệm cứng, nó cũng không phải là cứng ngắc đâu, ý nhưng mà là định hình của nó là cứng, đồng thời là nó bảo vệ ngược lại cái laptop ở phía bên trong. Hai cái đai của Carbon thì rất là dày mà nó sẽ không có những cái lưới hay là cái mesh thoáng khí như những ba lô khác. Tuy nhiên thì mình vẫn rất là thích cái cảm giác khi mà đeo cái quai của con này. Và các bạn cũng có cái phần đai đeo ngực giúp các bạn cố định trong trường hợp mà các bạn mang vác đồ nhiều và di chuyển quãng đường xa chẳng hạn. Đó là sơ bộ về ngoại hình. Còn một cái yếu tố nữa đó là bản thân ba lô Carbon này, khi bạn để đồ thì nó sẽ có khả năng tự đứng để giúp người dùng truy xuất đồ mà không phải tựa nó vào tường hay là vừa vịn ba lô mà vừa lấy đồ. Carbon có 3 ngăn chính và một ngăn phụ. Ngăn phụ của nó là nằm sát cái mép bên cạnh hông. Đó, bình thường là nó giấu vào cái mép bên trong luôn, các bạn sẽ không thấy được. Khi mà các bạn kéo lên là đó, nó giấu là nhìn phía trước tới là các bạn sẽ không thấy được cái ngăn này. Ngăn này thì nó rất là mỏng và rất là nhỏ cho nên là thường là các bạn sẽ dùng để mình để passport hoặc là các bạn để một cuốn sổ tay, bút hoặc là vé máy bay trong trường hợp mà các bạn đi công tác, đi chơi. Đến cái ngăn chính đầu tiên là cái ngăn ngay phía ngoài này thì nó sẽ thiết kế cái dạng như là cái hoa nắp ấm á. Đó, các bạn sẽ mở nó ra, nó sẽ là như thế này. The North Face thiết kế là nó sẽ mở được 3/4 ở một bên, còn một bên là nó mở 1/4 thôi. Nó sẽ kiểu như này, các bạn sẽ thấy được tất cả các ngăn phụ. The North Face làm hai cái ngăn phụ ở phía này là họ dùng cái chất liệu là mesh siêu co giãn, đồng thời nó có một cái nắp ngược giúp cho đồ đạc nó không bị trôi ra ngoài khi bạn đựng. Thì mình dùng cái ngăn này để đựng cái tai nghe của mình, một bên là đựng cái cáp sạc. Cái ngăn này thì họ dùng cái loại vải lưới nhưng mà không phải là mesh, không có tính co giãn. Và bên trong thì nó có một cái đai để các bạn móc chìa khóa hay là những cái đồ gì quan trọng của bạn, tránh nó bị rơi rớt trong quá trình vận chuyển. Ở trong này thì có một cái ngăn chính với cái kích thước khá là lớn, các bạn có thể dùng để nó đựng iPad. Và nó rất là đặc biệt là nó có lớp lót dạng như là lông cừu đó, để các bạn có thể để màn hình hoặc là để các cái máy mà nó hạn chế, nó không bị trầy xước.
Và một cái điểm cũng rất là đặc biệt đó là cái ngăn cho chúng ta đựng thiết bị giống như là điện thoại. Thì nếu như các bạn trong trường hợp mà có 2-3 điện thoại á, thì một cái để túi của các bạn, một cái bạn để đây, và nó có một cái đai giúp các bạn rút cái điện thoại lên và lấy rất là dễ dàng. Mình nghĩ là cái ngăn này khá là lớn, nó phù hợp cho đa số tất cả cái kích cỡ điện thoại hiện nay, chỉ khi các bạn dùng ốp lưng á, mà dày quá thì mới không được thôi. Bên trong đấy cũng có lớp lót lông cừu luôn nè, đó bảo vệ màn hình hoặc thân máy rất là tốt. Rút ra xong, hai ngăn này cũng được hoàn thiện bên trong là lớp lót lông cừu luôn. Các bạn có thể thấy được cái sự tỉ mỉ của The North Face đối với cái con K3 này. Cái trong này thì có thêm một ngăn nữa nhưng mà nó khá là nông vì nó sát với mặt ngoài, cho nên là mình nghĩ cũng không đựng được gì nhiều. Ngăn chính này thì mình không có iPad cho nên là mình đựng cái cục pin dự phòng Mophie của mình. Đó là cái ngăn ngoài đầu tiên. Tiếp đến là cái ngăn chính. Cái ngăn chính thì là cái ngăn không có gì nhiều để nói, vì nó là một cái ngăn rỗng, lại cũng là thiết kế kiểu nắp ấm luôn. Các bạn mở ra thì tối đa nó được như thế này. Về cá nhân mình thì mình không thích cái kiểu mà chỉ mở được như thế này lắm, tại vì các bạn sẽ phải lôi hết đồ đạc ra nếu như các bạn muốn lấy những cái dưới cùng. Mình thích là nó mở được nhiều hơn. Đó, như những cái ba lô của mình đang dùng hiện nay là nó mở được hết phía mặt phía trước luôn, lôi ra và xem được cần cái gì. Cho nên là đối với ngăn sâu này thì mình buộc phải dùng những cái túi nhỏ để đựng đồ thêm module. Cái này là cái túi sơ cứu thương mình mang đi, tại vì mình tính đi chơi xa nên mình mang theo để an toàn. Còn đây là túi đựng đồ công nghệ của mình, các cái đồng hồ rồi GoPro mình đựng trong này. Hết rồi, nay thì mình không có mang gì nhiều. Đó là về cái ngăn chính. Cái ngăn này có thể tích là 26 lít. Đa số là với cái nhu cầu dùng hàng ngày thì chắc chắn là các bạn sẽ đầy đủ. Các bạn để bình nước thì nó sẽ bị ép một tí xíu thôi, nhưng mà mình nghĩ là vẫn thoải mái thôi. Rồi đến cái ngăn cuối cùng, đó chính là cái ngăn laptop. Thì các bạn sẽ mở như thế này. Đối với ngăn laptop thì The North Face nói rằng các con K3 này có thể đựng được đến cái laptop 15 inch, nhưng mà mình nghĩ là lớn hơn 15 inch vẫn được. Và có một cái điều đặc biệt đối với ngăn laptop này, đó là nó có một cái đai, các bạn dùng tay, các bạn kéo, nó sẽ nhấc cái laptop của bạn lên. Cái điều này đặc biệt tiện dụng đối với những bạn nào mà dùng cái laptop mà có kích cỡ nhỏ, ví dụ như là MacBook 13 inch hoặc là những cái laptop kích cỡ 13 inch, Ultra Book hoặc là máy tính bảng và có cả bàn phím này nọ. Các bạn bỏ ở đây, kết nó sẽ rất là an toàn, và khi muốn dùng thì lôi lên như thế này, rất là dễ dàng để truy xuất. Cái hệ thống đai mà kéo này thì nó đồng thời là nó giữ cho cái laptop của bạn lúc nào nó cũng lơ lửng ở phần ngang như thế này thôi, chứ nó không chạm xuống dưới đáy ba lô, giúp cho các bạn là hoàn toàn có thể yên tâm an toàn đựng máy mà mang đi giờ. Và khi mà đặt xuống các cái mặt cứng như là mặt đất hoặc mặt bàn thì không sợ nó làm tổn thương cái máy của bạn. Rất là hay, mà mình đánh giá những cái tính năng này rất là thân thiện. Mặc dù nó là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng rất là nhiều. Tổng kết lại những cái điểm hay ho trên con The North Face K3 này, nó có một thiết kế rất là sạch, cá nhân mình đánh giá rất là đẹp, thiết kế theo phong cách tối giản với những mảng miếng lớn, không có những chi tiết phức tạp. Tổng thể của ba lô rất là nhẹ nhàng thoải mái, phù hợp cho những cái nhu cầu mà sử dụng hàng ngày của anh em. The North Face hoàn thiện với mức độ rất cao, tất cả những vật liệu nè, đường may nè, cho đến cái khóa kéo đều được The North Face chăm chút rất là tốt. Những cái ngăn phụ bên trong đa phần đều có những cái lớp lót lông cừu giúp bảo vệ cái đồ đạc của người dùng một cách là tối ưu và rất là tốt. Những lớp vải có thể co giãn này giúp đựng đồ, giữ đồ chắc chắn hơn và di chuyển nó không bị sụp xịt. Rồi cái ngăn phụ đựng điện thoại cộng với lại ngăn laptop thì đều được trang bị cái quai cầm giúp người dùng lôi các cái thiết bị ra và dễ dàng lấy ra khỏi ba lô. Chỉ có hai điểm mà mình không thích trên con K3 này, đó là cái phần mà đựng bình nước, nó may bằng loại vải cố định, dẫn đến là khi dắt bình nước vào thì nó sẽ bị lõm ở bên trong và nó ảnh hưởng đến cái diện tích sử dụng ngăn chính của chúng ta. Cộng với lại cái ngăn mà đựng phụ kiện thì chỉ có một bên mở được 3/4, bên còn lại thì chỉ mở được có 1/3 thôi. Đôi khi là nó gây khó khăn khi các bạn muốn truy xuất đồ góc bên trong như thế này nè. Chỉ có vậy thôi, nhưng mà không đáng kể lắm. Tổng thể lại thì mình vẫn đánh giá rất cao con K3 này, và nhiều anh em cũng như cộng đồng chơi ba lô thích nó là có lý do của nó. Đó là những tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái ba lô K3 đến từ The North Face. Anh em có hứng thú với cái ba lô này hay không? Và có anh em nào đang sử dụng rồi thì hãy chia sẻ với mình xem là cái độ bền cũng như là tính hữu dụng trong thời gian mà anh em đã dùng nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình là Long đến từ tinh tế.vn.